Xin chào các bác, hôm nay em trao duyên một cái điếu hứa do sào phủ. Nó là cổ vật của triều nhà Nguyễn, đặt đi sứ ký kiểu bên đời nhà Thanh. Thì em vừa đăng cái điếu ngày hôm qua lên thì có người anh cũng là một cái người khách hàng uy tín ở tại nơi của em. Anh đã sở hữu những cổ vật rất là nhiều tại chính tay em trao duyên, và tất cả những cổ vật của anh sở hữu đều có giấy bảo hành hẳn hoi và tên tuổi rõ ràng và bảo hành quay về. Đấy, nên tất cả những món đồ anh mua đều gửi gắm sự tin tưởng trao duyên ở nơi em rất là nhiều. Đấy, những việc em làm từ nhỏ cho đến lớn đều không sai lệch với cái lương tâm của mình, và món đồ đều bảo hành chuẩn cổ hết. Và nó nằm ở niên đại nào, giá trị ra sao em đều ghi rõ ràng. Cái điếu này thì nó rất là mỏng, nó rất là mỏng, đồ quý nên thành người xưa người ta làm rất là mỏng, nên em phải bỏ trấu vào bên trong như thế này. Tuy nó có hơi chung là hơi bẩn chút xíu, nhưng mà món đồ về khách an toàn là em rất là vui. Ông bà mình trước đây, thế những cái thế hệ trước đã gìn giữ món đồ nó rất là cẩn thận, thì đến cái giai đoạn chúng ta có trách nhiệm gìn giữ. Có những người sở hữu cổ vật ở từ nơi em trao duyên mấy năm liền mà chỉ mua thôi, cũng chưa bao giờ bán ra một món gì luôn. Họ rất là yêu cổ vật. Thank you.
tất cả luôn kèm theo cái giấy bảo hành như thế này về. Và bác nào mà có nhu cầu sở hữu những cổ vật đẹp, giá trị và chính quy như thế này thì cứ kết nối Zalo với em xin gửi đến tận nơi và gửi về tận nhà cho các bác, bao ship và gửi tận nơi. Cái ship thấy đơn giản nhưng mà các bác đừng có nghĩ là nó rất là rẻ tiền nha, bởi vì nó không phải là những món quần áo hoặc là những món đồ ăn bán trên mạng thế này thế kia. Riêng cái tiền ship thôi, em khai cái giá trị trên món đồ này và phải mua bảo hiểm món đồ và phải tiền thu hộ các kiểu này, nó rất là lớn tiền chứ không phải là chuyện đơn giản đâu ạ. Nên các bác chỉ cần xem hàng đúng giá trị món đồ và thanh toán cho bên shipper, bên dịch vụ Viettel hoặc là bên bưu điện mà em gửi. Đấy thì tất cả những ai mà đã sở hữu những cổ vật ở bên em đều rất là ưng ý và hài lòng về tất cả những cái món đồ mà em trao duyên và cũng như cung cách phục vụ của em. Xin chào, và các bác nào mà có hẹn sở hữu những cổ vật thì cứ liên hệ đến em. Em xin trao duyên và bảo hành chuẩn cổ suốt đời cho tất cả những món đồ và bảo hành quay về luôn.